những phát hiện bí ẩn và kỳ lạ nhất khiến các nhà khoa học cũng phải kinh ngạc. Hoàng tiên cá, đá chảy máu, bạn đã nhìn thấy những cái sinh vật này bao giờ chưa nhở? Đây chính là những sinh vật kỳ lạ được tìm thấy từ khắp mọi nơi trên thế giới mà chúng mình muốn giới thiệu cho các bạn trong video ngày hôm nay. Và bên cạnh đó cũng còn rất nhiều những điều bí ẩn, những sinh vật kỳ lạ khác nữa mà mình đảm bảo là chưa bao giờ các bạn nhìn thấy hay là nghe đến luôn. Vậy thì bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chuyến hành trình ngôi nhà nhìn ra thế giới cùng chúng mình chưa ấy nhở? Nếu mà sẵn sàng rồi thì bây giờ chúng ta xin mời hãy cùng... Let's go! Và đầu tiên đó là nàng tiên cá. Cư dân mạng Philippines đã rầm rộ chia sẻ hình ảnh xác chết của một nàng tiên cá bằng xương bằng thịt trôi dạt vào bãi biển, khiến cho những người trước nay vẫn bán tín bán nghi cho rằng nàng tiên cá có thật hay không. Những người này thì cuối cùng đã tìm cho mình được một câu trả lời thích đáng. Đây như các bạn có thể thấy trên hình, nàng tiên cá to chà bá, có hình dạng rất giống với nàng tiên cá mà chúng ta thường thấy ở trong phim ảnh. Khuôn mặt thì có nét giống người phết đấy. Làn da nhợt nhạt cùng chiếc đuôi dài với lại còn nhiều vây xung quanh, đúng là quá chân thực luôn. Tuy nhiên thì tại sao lúc lại nói là tiên cá, lúc thì lại nói là người cá nhỉ? Rốt cuộc đây chỉ đơn thuần là một cách gọi khác cho cùng một sinh vật hay còn cái bí ẩn gì khác hay không? Trên thực tế thì nàng tiên cá và người cá là hoàn toàn khác nhau. Mermaid thường được gọi là nàng tiên cá trong tiếng Việt, là một sinh vật nửa người nửa cá sống ở biển. Còn Siren, người cá, từng là sinh vật nửa người nửa chim. Cả hai sinh vật này có thể được gọi chung, đó là mỹ nhân ngư. Và sau đây là một vài điểm khác nhau nổi bật của chúng. Nàng tiên cá là sinh vật có thân dưới là cá và thân trên là con người. Trái với những tưởng tượng rằng một sinh vật có thân hình kỳ lạ như thế ắt sẽ trông ghê rợn, nhưng tiên cá thực chất rất là xinh đẹp, với ngoại hình và cái nét mặt cực kỳ kiều diễm. Truyền thuyết kể lại rằng họ thường thu hút thôi miên và quyến rũ các thủy thủ hoặc là người làm hoa tiêu trên biển bằng cái giọng nói vang chói và hấp dẫn của mình. Ở trong tự nhiên, họ là những sinh vật khiêm tốn và tốt bụng, do đấy thì nàng tiên cá luôn được xem là những bằng hữu với loài người. Siren là sinh vật nửa người nửa chim trong thần thoại Hy Lạp. Họ là các nữ thần sống trên các hòn đảo được bao quanh bởi vách đá chập trùng. Và Siren được tin đó là sinh vật kết hợp giữa phụ nữ và chim theo nhiều cách khác nhau. Giống như tiên cá thì Siren đã dùng giọng hát trầm bổng mê hoặc của mình để thu hút và quyến rũ các thủy thủ. Tuy nhiên, động cơ của Siren xuất phát từ những ý định độc ác và xấu xa. Chúng thường nhấn chìm các thủy thủ xuống biển và điều này chứng tỏ rằng ở trong tự nhiên, chúng là những sinh vật nguy hiểm, cần cảnh giác. Các Siren thường ngồi trên mỏm đá soi mình xuống dòng nước và đùa nghịch với những lọn tóc dài. So với những nàng tiên cá hiền lành tốt bụng thì người cá lại là những sinh vật nguy hiểm và có tâm cơ. Đây nhá, thế là rõ rồi đấy. Từ nay anh em nhớ tỉnh táo phân biệt được nàng tiên cá và người cá là khác nhau luôn. Những bộ xương siêu dài. Đây chính là một bộ xương dài khoảng 30m đã được phát hiện dưới đáy biển Địa Trung Hải. Nhà nghiên cứu Deborah Haswell đã nhận được một đoạn phim quay từ năm 2017 từ một thợ lặn làm việc trong cái ngành dầu khí, ghi lại việc phát hiện một bộ xương khổng lồ ở cái độ sâu khoảng 830m dưới mực nước biển. Và cái bộ xương bao gồm các đoạn cột sống nằm thẳng hàng cùng với một tập hợp các xương lớn hơn ở một đầu. Người thợ lặn từng cố gắng gắp xương bằng cách điều khiển móng vuốt trên thiết bị lặn, nhưng xương rất giòn và vỡ vụn ngay khi máy chạm vào. Alo, alo, thưa cô Haswell, mong cô mạnh dạn cho khán giả nhà đó đây biết đây là xương của con gì được không ạ? Ui, nói thật với cháu như cô là cô cũng chưa biết cháu ạ. Cháu phải bảo khán giả cứ bình tĩnh, đợi khi nào nghiên cứu ra thì cô nói cho mà nghe chứ đừng có mà lóng nhé. Kích thước và cấu trúc của bộ xương không phù hợp với bất kỳ sinh vật biển nào trong khu vực. Tôi đã xem các loài có khả năng nhất như là cá voi, cá oarfish, cá rồng biển hay cá mái chèo và rắn biển, nhưng tất cả đều không trùng khớp, cô Haswell đã cho biết. Nhà nghiên cứu nhận định cá voi có 3 lưỡi dẹt trên xương cột sống, mỗi lưỡi cách nhau 120 độ, nhưng sinh vật này chỉ có 2 nhé. Cá oarfish khổng lồ hay là cá duy băng, loài cá xương dài nhất còn tồn tại, nó cũng chỉ tối đa là 11m thôi chứ ai chơi 30m bao giờ đâu. Tôi cho cái việc chia sẻ lên mạng sẽ giúp tìm ra danh tính thực sự của con vật, nhưng dường như là chả ai biết nó là cái gì, cô Haswell đã chia sẻ. Và sau khi xem xong đoạn phim, nhiều người suy đoán rằng đó có thể là cái con gì còn sót lại của một con khủng long. Tôi nghĩ đó là xương của một con Thalosaurus, chi bò sát biển khổng lồ tồn tại trong kỷ phấn trắng muộn cách đây 75 đến 86,5 triệu năm. Phần còn lại có thể vẫn nằm dưới đáy biển. Vậy theo bạn đây là cái con gì nhỉ? Comment liền tay các bạn nha. Ê, anh em tập trung. Vừa nãy chúng ta đã khám phá cái bộ xương 30m rồi. Nếu mà không tìm được cái bộ xương nào dài hơn để giới thiệu cho các bạn nữa thì e rằng đời nó không nể các bạn ạ. Vậy nên là mình mạnh dạn giới thiệu cho anh em
Và đây chính là bộ xương con rắn dài tổng cộng 130m. Tuy nhiên, con rắn này là một tác phẩm có tên là Shipping the Ocean, chứ chả phải rắn thật các bạn ạ. Rắn thật mà dài 130m ấy, thì đúng là có mà toang cả thành phố mất thôi ấy. Bộ xương dài 130m được làm hoàn toàn bằng nhôm và có vẻ như trồi lên từ đáy biển một cách đáng sợ. Cái sự chuyển động quanh co của các đốt sống tạo ra ảo giác về một sinh vật sống, như thể nó đang chuyển động dưới đại dương để xuất hiện hoặc biến mất theo cái nhịp thủy triều. Tuy nhiên, không phải tạo ra mà không có lý do gì cả. Thông điệp đằng sau công trình nghệ thuật này chính là hãy bảo vệ môi trường đi, bảo vệ sự sống của các loài sinh vật sống dưới đáy đại dương đi. Ai mà thấy bảo vệ môi trường là tốt thì anh em cứ mạnh tay like và comment nhiệt tình xuống phía bên dưới các bạn nhé. Run đột biến Chernobyl. Chernobyl, bạn đã nghe thấy cái tên này bao giờ chưa nhở? Nhìn lên hình đi, đây chính là một con run các bạn ạ. Chắc treo, đây là run đột biến thì có chứ run chúng tôi biết nó không như thế này. Chuẩn luôn rồi các bạn ạ, đây chính là một con run nhưng không phải run thường mà là run đột biến. Và Chernobyl mà mình hỏi các bạn vừa nãy chính là thủ phạm gây ra cái con này. Nói một chút về thảm họa Chernobyl thì đây là một vụ tai nạn hạt nhân xảy ra vào thứ Bảy ngày 26 tháng 4 năm 1986 khi nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Pripyat, Ukraine bị nổ tại lò phản ứng số 4. Nó được coi là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử cả về phí tổn và thương vong. Những con giun bị nhiễm phóng xạ sau vụ nổ này đã bắt đầu giao phối với những con khác thay vì với chính nó. Các nhà khoa học nước này cho biết, phản ứng trên dường như là để làm tăng cái cơ hội sống sót của chúng. Đây chính là một trong những bằng chứng trực tiếp đầu tiên về ảnh hưởng của ô nhiễm phóng xạ lên sinh vật hoang dã. Túm lại là sau khi nghiên cứu thì các nhà khoa học kết luận rằng, cứ con nào mà ở hồ gần vụ nổ Chernobyl thì sẽ thường chuyển từ sinh sản vô tính không cần bạn đời sang sinh sản lưỡng tính cần kê đôi. Họ cho rằng những con giun đã thay đổi cơ chế sinh sản để tự bảo vệ trước tác động của phóng xạ. Và cái kết là tạo ra mấy con giun đột biến nhìn còn khiếp hơn cả quái vật. Đi vào nhà hoang mà gặp mấy con này thì đúng là xách dép chạy ngay luôn. Kỳ lạ câu chuyện hòn đá bên bờ biển chảy máu khi bị cắt. Và đầu tiên bạn hãy nhìn vào bức hình này và nói xem đó là cái gì nhá. Bạn cho rằng đó là một hòn đá, một sinh vật khổng lồ hay là một nhóm các loại sinh vật nhỏ bé túm tụm lại với nhau? Với vẻ ngoài xù xì thô ráp này, hẳn nhiều người sẽ quả quyết chúng là một hòn đá nằm trơ vơ trên bãi biển. Nhưng không, sự thật chúng chính là một hòn đá sống, một sinh vật biển độc đáo với cái tên đó là Piura chilensis, tập trung rất nhiều ở khu vực Chile và Peru. Đặc biệt hơn nữa là khi ta cắt chúng ra, chúng sẽ để lộ cái phần thịt đỏ hòn ở bên trong. Cái điều mà không ít người sẽ cảm thấy khiếp sợ, hòn đá biết chảy máu ư? Nhưng bạn cho rằng phần màu đỏ này là máu và thịt của chúng ư? Không hề. Nói về máu của loài này thì nó không đỏ mà nó trong suốt, và trong máu còn tồn tại nồng độ cao một nguyên tố hiếm vanadi nữa cơ. Cái phần máu đỏ mà bạn thấy khiếp sợ thực chất chính là mô của cái sinh vật này. Và các bạn có biết hay không, mặc dù có vẻ ngoài đáng sợ như thế, nhưng cái hòn đá sống này lại được coi là một đặc sản. Và người dân khu vực thường sử dụng cái con này để làm nguyên liệu chế biến những món ăn với cái vị iốt lạ miệng. Đùa chứ, không biết là họ bảo ngon cỡ nào đi chăng nữa chứ, tả cái hương vị đắng và mùi xà phòng thì thôi nhá. Xin lặng lẽ gạch tên em ấy ra khỏi từ điển ăn uống của mình, chịu. Mà tiện nói tới món ăn là đá, mình lại nhớ cái món mầm đá được lưu truyền mạnh mẽ ở Việt Nam và rất có thể bạn đã từng nghe về nó rồi. Vậy thì đố bạn biết, ai là người đã thết đãi vua cái món mầm đá và đại phong? Nếu biết đó là ai thì comment ngay cái câu trả lời xuống phía bên dưới các bạn nhỏ. Đồ chơi Lego khổng lồ. Bạn có bộ đồ chơi Lego nào ở nhà không ấy nhỉ? Và nếu yêu thích loại trò chơi này thì rất có thể bạn sẽ hào hứng khi thấy món đồ chơi không có gì ngoài khổng lồ này luôn. Ngày 7 tháng 8 năm 2007, một mô hình đồ chơi Lego khổng lồ cao tới 2,43 mét, nặng 50 cân, trôi giạt vào bờ biển của Zandvoort, Hà Lan, khiến bất cứ ai có mặt trên bờ biển lúc đó vô cùng ngạc nhiên. Cái bức tượng được làm từ vật liệu sợi thủy tinh với cái đầu màu vàng kèm với gương mặt cười đặc trưng của một anh chàng Lego đồ chơi cơ bản. Thân hình thì được sơn màu xanh dương với dòng thông điệp No Real Than You Are, tạm dịch là chẳng có thứ gì thực tế bằng chính bản thân bạn. Những tưởng thế đã là xong, ai dè tới ngày 29 tháng 10 năm 2008, một cái chú Lego tương tự lại xuất hiện tại bờ biển Brighton của Anh Quốc. Chú này thì có kích cỡ tương đương với đồng loại cũ ở Hà Lan, cũng với thông điệp No Real Than You Are. Nhưng vẫn chưa hết, vào năm 2011, tượng Lego khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện, và lần này là bờ biển ở Siesta Key của Florida của Mỹ. Ác nhở, phi từ Hà Lan sang Anh rồi lại còn qua Mỹ vi vu mạnh thế chứ lại. Vậy túm lại thì nguồn gốc của những cái thanh niên Lego này từ đâu mà ra? Bắt đầu từ con Lego năm 2011, đằng sau nó có cái dòng chữ đó là Eagle Leonard và một số 8. Eagle Leonard là tên của một nghệ sĩ
và là người có liên quan tới Leon Key, nghệ sĩ đoạt giải nhì tại lễ hội tạo hình Sarasota năm 2010. Người nghệ sĩ này vốn sống ẩn dật và trong nhiều năm đã để lại dấu ấn bằng cách làm ra những cái con Lego khổng lồ thả trôi ra biển khơi. Bản thân anh chàng cũng có lời xác nhận với cái chú Lego khổng lồ tại Hà Lan và Brighton trước đó. Nếu giả sử bạn là người bắt gặp cái bộ đồ chơi Lego khổng lồ như thế thì bạn sẽ làm gì đầu tiên? Comment đi để con chuyển cảnh cuối các bạn nhé. Hàng ngàn quả trứng kỳ quái giặt vào bờ biển. Bạn có thích ăn trứng không? Mặc dù không ăn được như trứng gà, nhưng mà những quả trứng trên hình lại rất chi độc và lạ. Đây là hình ảnh được nhiếp ảnh gia Risto Mantila, một người dân địa phương ở Oulu. Người này đã chụp lại trong một chuyến đi dạo quanh bãi biển ở Phần Lan. Quả thật khi bắt gặp cái cảnh tượng này, anh đã vô cùng ngỡ ngàng vì trong suốt 25 cái lồi bánh chưng sống gần bãi biển mà anh chưa bao giờ nhìn thấy. Và thậm chí khi cái bức ảnh này được phát sóng trên Internet, hầu hết người dân Phần Lan đều gãi đầu gãi tai vì không biết vì sao chúng lại xuất hiện. Nhìn thì rất là trứng, nhưng về cơ bản thì nó lại là những quả cầu băng nhỏ. Theo chuyên gia về băng tuyết Johnny Vanio của Viện Khí tượng học Phần Lan, hiện tượng này rất hiếm gặp. Chúng thường chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian rất ngắn và sau đó sẽ tan chảy hoặc hợp lại thành một tảng đá lớn. Và sau đây thì xin mời anh em cùng chiêm ngưỡng thêm loạt ảnh về hiện tượng hiếm gặp này nha. Hello hello, và sau đây sẽ là chuyên mục comment hay trả lời liền tay. Ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời comment ở trong video. Phương Huyền, em không chơi đâu vì em chưa có chồng. Có chồng hay không có chồng thì cũng phải hết sức cẩn thận khi chơi nhá. Bằng Khương, chị ơi em 7 tuổi thì em mới biết Sonic. Thế là biết sớm hơn mình rồi đấy em ạ. Moco, em thấy Pokemon lúc chưa tiến hóa lúc nào dễ thương hơn. Biết là vậy nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành em ạ. Và Pokemon nó cũng phải thế thôi.